Các bạn đang xem video trên kênh Thị trường ô tô xe máy. Nissan Almera 2022 về đại lý, giá bán tăng thêm 16 triệu đồng. Phiên bản năm 2022 của Nissan Almera đã được nhận đặt cọc tại các đại lý, giá bán hiện nay đã tăng thêm tới 16 triệu đồng so với trước đây. Mới đây, Nissan Almera bản nâng cấp cho năm 2022 đã được trưng bày tại đại lý. Tư vấn bán hàng cũng đã nhận đặt cọc cho mẫu xe này, nhưng giá bán đã tăng hơn trước đây từ 10 cho tới 16 triệu đồng. Cụ thể, đại lý nhận đặt cọc Nissan Almera với hai phiên bản CVT giá 539 triệu đồng, tăng 10 triệu đồng so với trước đây, và CVT cao cấp có giá 595 triệu đồng, tăng tới 16 triệu đồng. Ngoài ra, phiên bản số sàn MT của xe cũng được cho là đã bị loại bỏ trong đời năm 2022 do doanh số kém hơn kỳ vọng. Nhiều thông tin cho rằng mẫu xe này sẽ chính thức ra mắt và giao hàng bắt đầu từ tháng 7 này, nhưng chưa rõ thời điểm cụ thể. Hiện tại, Nissan Almera đang phải cạnh tranh cùng với các đối thủ mạnh trong phân khúc như Toyota Vios, Hyundai Accent và Honda City. Nâng cấp lên phiên bản cho năm 2022, Nissan Almera được sửa sai với những trang bị sẵn như dàn nóng dành cho điều hòa hỗ trợ cho việc sưởi kính, tránh hiện tượng hấp hơi như trước đây. Trong khi đó, mẫu xe mới không được nâng cấp quá lớn về mặt ngoại hình mà chỉ có đèn pha tự động và gương chiếu hậu gập điện tự động. Các cập nhật còn lại hầu như ở bên trong khoang cabin. Theo đó, ghế xe được bọc da toàn bộ, gương chiếu hậu bên trong dạng không viền, bổ sung chế độ lái thể thao. Tuy nhiên, xe chưa được bổ sung hệ thống kiểm soát hành trình Cruise Control. Nissan Almera mới vẫn sử dụng động cơ 1.0 3 xi lanh tăng áp nhưng đáp ứng được tiêu chuẩn Euro 5 tại thị trường Việt Nam, giúp sản sinh công suất tối đa 98,6 mã lực và mô men xoắn cực đại 152 Nm, kết hợp cùng hộp số tự động vô cấp và hệ dẫn động cầu trước. Phiên bản hiện tại của Nissan Almera cũng đang được các đại lý xả kho để đón mẫu mới với mức ưu đãi hàng chục triệu đồng trong tháng vừa qua. Nhà phân phối VAD chưa công bố doanh số cụ thể của các dòng xe Nissan, nhưng đối thủ hiện tại của Almera đều được bán lượng xe khủng trong 5 tháng đầu của năm nay như Toyota Vios bán được 11.264 xe, Hyundai Accent bán được 9.154 xe và Honda City cũng bán được 8.937 xe. Các bạn đang xem video trên kênh Thị trường ô tô xe máy. Chúng tôi luôn đem đến cho các bạn những thông tin bổ ích và lý thú với hình ảnh cụ thể, sắc nét và đẹp mắt. Rất mong các bạn đăng ký kênh và nhớ bật chuông nhỏ bên cạnh để nhận bài thường xuyên. Chúc các bạn lái xe an toàn, vui trẻ hạnh phúc và thành công.